Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng quay lại phần 7 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để nhận thông báo cũng như là cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Sáng ngày hôm sau, thì bọn Thuần Vu Kỳ đã về đến Nam Dương. Lúc đi qua cửa Nam Thành, huyền cơ thư sinh Lưu Thiếu Kỳ phát hiện Bách Tính đang xúm xít xem cáo thị, liền thúc ngựa lại đến gần. Lão kinh ngạc nhận ra ngay, đấy là cáo thị truy nã Thuần Vu Kỳ vì tội danh giả làm con trai họ Thuần Vu, cướp đoạt tài sản rồi trốn đi. Lang nha mỹ nhân Sầm Tú Linh chính là tòng phạm. Trên cáo thị thì có vẽ gương mặt của Thuần Vu Kỳ và Tú Linh, kèm theo những đặc điểm như là câm và răng nanh. Thư sinh quay lại thì thầm cho cả bọn biết, khiến cho lòng Thuần Vu Kỳ đau như cắt. Ngạo Thế Thần Ông bàn rằng, có thể là quan quân đã mai phục ở Tiết Gia Trang rồi, do vậy thì chúng ta không thể đến đấy được đâu. Kỳ đệ, đệ là hãy tạm lánh vào lữ điếm nào đấy, để cho Lão Phu và Lư Hiền Đệ đi do thám trước một bước đã. Nói xong, lão chui vào xe hóa trang lại cho chàng Câm. Là kẻ quen thay hình đổi dạng nên trong túi bảo bối của thần ông lúc nào cũng có sẵn chục tấm thẻ đinh. Đây là của thực do lão móc túi người khác và nhét trả lại nạn nhân một số bạc lớn gấp mấy lần. Thần ông thì trao cho Thuần Vu Kỳ tấm thẻ đinh của một gã trẻ, tuổi 26, quê ở Lạc Dương, có những đặc điểm giống như dung mạo chàng hiện tại. Tên của gã là Nam Cung Úy. Họ chia làm hai cánh, một là vào khách điếm, một là đi thẳng đến Tiết Gia Trang ở gần huyện đường. Tiểu nhị và trưởng quý của Hồng Xương Đại Lữ Điếm chẳng chút nghi ngờ, vui mừng mà đón tiếp vợ chồng Nam Cung công tử. Khách sạn nào thì cũng nhận được một cáo thị in bằng bản khắc gỗ và họ có trách nhiệm phải báo cáo ngay với nha môn sở tại khi mà phát hiện kẻ truy nã. Nhưng dù cho nét mặt vị Nam Cung công tử kia có hơi giống Thuần Vu Kỳ thì cũng chẳng ai dám ngờ vực vì chàng không câm. Chính chàng ta là đã mở miệng đặt hai phòng thượng hạng. Công phu phúc ngữ xuất phát từ những phường múa rối. Người điều khiển các con rối bằng gỗ hay là bằng giấy thì đều phải có khả năng nói nhiều giọng với âm sắc khác nhau bằng luồng hơi từ trong bụng. Môi họ chỉ là hé mở và lay động rất ít. Độc cô Lạc Anh Châu thì rất thích nghệ thuật tạp kỹ và đã chú tâm học hỏi nghề phúc ngữ này. Bởi vì người luyện nội công thì có thể đưa tiếng nói ra xa cả trượng, khiến cho kẻ khác cứ ngỡ âm thanh xuất phát từ vị trí ấy. Mà Vệ Tích Cơ thì lại là người sở hữu một nguồn chân nguyên rất thâm hậu. Vì thương con, vợ chồng Tử Bất Y đã cho Tích Cơ uống rất nhiều thuốc quý. Chính họ thì cũng không ước lượng được hỏa hầu nội công của Tích Cơ. Tắm rửa xong, ba người liền dùng bữa trưa. Ăn xong thì hách nham ra dấu. Xem tình hình này thì tà ma đã khống chế được Thuần Vu Gia Trang. Thuộc hạ là xin phép được đi gọi anh em đưa đến khai phòng hỗ trợ công tử. Thuần Vu Kỳ điềm tĩnh hơn người khác, nhưng không quen đối phó với những thủ đoạn xảo trá nên đôi lúc cảm thấy đơn độc. Chàng gật đầu tán thành và ra hiệu. Được, nhưng mà cứ chờ thần ông và huyền cơ thư sinh quay lại rồi sẽ tính sau. Hách nham tuân mệnh, về phòng kế bên để nghỉ ngơi. Ở đây thì còn lại đôi vợ chồng trẻ quên lỗi lo bằng cách tập nói và tập đoán. Thuần Vu Kỳ tiếp tục học cách diễn tả bằng các từ của đôi môi. Còn Tích Cơ thì tin rằng sau một thời gian nữa thôi thì nàng chỉ cần nhìn miệng cũng hiểu được trượng phu đang muốn nói gì. Cứ ngắm mãi đôi môi chín mọng kia, Thuần Vu Kỳ lại động tâm. Bất ngờ thì ôm lấy Tích Cơ và cắn nhẹ vào đấy. Nàng thì cười khúc khích, xô chàng ra và nũng nịu mà nói. Tướng công quả là khách đa tình đấy. Thế này thì còn học hành cái gì được nữa. Chàng mỉm cười đặt nữ nhân nằm ngửa trên giường,
vén áo ngủ viết lên bụng nàng: "Nương tử, bất tất phải khổ công như vậy. Tật câm của ta có thể chữa khỏi nếu như tìm được vị thần y có danh hiệu là Cửu Truyền Đao, tên gọi là Lam Thiên Ngũ. Lão ta chính là có tài mổ xẻ khéo léo nhất thiên hạ. Gia sư đi Nam Hải lần này cũng là để tìm Lam lão đó." Tích Cơ mừng rỡ: "Thiếp thì cũng từng được nghe gia phụ tỏ ý khâm phục tài giao kiếu của Lam Thiên Ngũ, hy vọng là Trương sư phụ sẽ tìm được ông ta." Ánh mắt của nàng tràn ngập yêu thương, thỏ thẻ mà nói tiếp: "Dù là tướng công có mãi mãi là kẻ vô ngôn, thì thiếp vẫn yêu chàng và hoàn toàn hạnh phúc." Thuần Vu Kỳ thì nghe lòng tràn dâng niềm cảm kích, cúi xuống hôn lên vầng trán thanh khiết của ái thê. Làm thân nam tử mà có được người vợ xinh đẹp, chân tình như thế này thì quả là diễm phúc. Tích Cơ thì đã xóa nhòa bóng dáng của Thuần Vu Tiệp ở trong lòng chàng. Đan Nhược tiên tử có tính cách rắc rối, phức tạp, đến với chàng bằng những toan tính lợi lộc và hai bên không tạo được mối tương thông tâm linh. Người đàn bà thứ hai thực lòng yêu thương và hiểu được chàng chính là trang chủ phu nhân Tiết Như Xuân. Chàng là nhớ mẹ biết bao, muốn được nghe giọng nói dịu dàng của từ mẫu. Chàng là không yêu cha lắm vì Thuần Vu Hồng đa nghi, không thực sự tin tưởng và xem chàng như con ruột. Tất nhiên là chàng vẫn tôn kính lão. Cuối canh 2, Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ Tư Sinh mới xuất hiện, nét mặt thì vô cùng trầm trọng. Thần Ông ngồi phịch xuống ghế, cau mày mà kể lể: "Ai già, lão phu và Lư Thiếu Kỳ đã gặp được Tiết Cao Vân. Họ Tiết thì cho biết rằng cáo thị mới dán hồi mờ sáng và lúc đầu giờ thìn, công sai huyện Nam Dương thì đã đến Tiết Gia Trang mà trao hỏi. May mà con nha đầu Sầm Tú Linh đã về lại Khai Phong 2 ngày trước. Phần ngươi thì họ Tiết bảo rằng ngươi đã bỏ đi hồi đầu tháng 7, chẳng là rõ phương hướng nữa." Vệ Tích Cơ đang hồi hộp nắm tay trượng phu nên tạo được mối tương thông, liền hỏi thay chàng: "Kỳ ca là muốn biết việc gì đã xảy ra ở Thuần Vu Gia Trang?" Huyền Cơ Thư Sinh lên tiếng: "Tiết lão đệ đã nhét cho gã sai nha 10 lượng bạc và dò hỏi thì được biết rằng chính Thuần Vu Trang chủ đã khởi kiện và chi phủ Khai Phong phát lệnh truy nã." Thuần Vu Kỳ thì choáng váng, rất là lo lắng cho mẫu thân. Bà là quyết chẳng bao giờ chấp nhận để cho cha chàng làm như vậy. Chàng nóng nảy mà ra dấu: "Được, chúng ta sẽ đi Khai Phong ngay khi mở sáng." Ngạo Thế Thần Ông gật đầu: "Đúng đúng, lão phu là cũng định như thế đấy. Nhưng trước tiên, Kỳ đệ hãy cố bình tâm mà cho ta biết là Chu Tức chân nhân đã đánh người bằng loại trưởng pháp nào vậy?" Thuần Vu Kỳ viết ngay: "Là huyết hồn trưởng của bọn công lý hội đó." Thần Ông cười khổ: "Lão thì cũng đoán như vậy đấy. Nhưng mà giờ đây chúng ta có thể kết luận rằng công lý hội cùng chân võ giáo chỉ là một, và cái lão bị ngươi đuổi chạy ấy, Tiết Gia Trang chưa phải là nhân vật cao cấp nhất đâu. Bản lãnh của lão ta chỉ tương đương với Chu Tước chân nhân mà thôi." Huyền Cơ Thư Sinh đỡ lời: "Vụ án thế thân ở Thuần Vu Gia Trang cho thấy thủ đoạn quen thuộc của lão quỷ Xảo Quá Thiên Phó Tử Trọng, mà Khai Phong thì lại ở cách Linh Sơn Tổng Đàn của chân võ giáo không xa. Phải chăng là Huyền Vũ chân nhân chính là họ Phó? Gương mặt của Chu Tước chân nhân dường như là kết quả của một nghệ thuật dịch dung mổ xẻ rất tinh xảo, và chỉ mình Phó Tử Phong mới làm được." Lập luận chí lý của Huyền Cơ Tư Sinh được cả nhà đều tán thành. Thần Ông tư lự mà nói: "Năm ngoái thì Trương chân nhân từng có lần bảo lão phu rằng thiên hạ sắp đại loạn vì phản thần xuất hiện. Nay thì vua Vĩnh Lạc xoán ngôi Huệ Đế, trong triều thì cũng như ngoài lê có nhiều người không phục. Phải chăng là Xảo Quá Thiên muốn lợi dụng cơ hội này để mà chiếm ngai vàng ư? Trần võ giáo dùng thủ đoạn yêu mị mua chuộc lòng dân, chỉ vài năm sẽ đông đến hàng trăm vạn tín đồ. Lúc ấy mà khởi sự thì lực lượng sẽ rất mạnh đó." Huyền Cơ Thư Sinh gật đầu: "Thần Ông thật là cao kiến. Phó Tử Phong dám tự hào mình khéo léo hơn trời
tin nào ngán việc phản nghịch. Mấy tháng trước thì Tiểu Điệt ghé thăm Trường An, nghe nói là nơi ấy đã xảy ra những vụ cướp cực kỳ táo bạo, số vàng bị lấy đi lên đến hàng vạn lượng. Có lẽ đấy là thủ đoạn của Bạch Hổ chân nhân và cao thủ Trần Võ Giáo. Đầu canh năm, vợ chồng Tuần Vu Kỳ trả phòng rời khỏi thành Nam Dương. Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ Tư Sinh thì đã chờ sẵn ở cổng thành phía bắc với dung mạo xa lạ. Đêm qua thì Hách Nham đã kịp gửi thư cầu tiếp viện, nên giờ vẫn có thể đánh xe cho chủ nhân. Vô Ngôn Kỳ Hiệp thân Diên Huân thu tất cả 10 học trò, họ Hách chính là lớn nhất. Khác với Hách Nham, 9 người kia đều không bị câm. Cước trình của đoàn người khá mau lẹ, vì cỗ xe song mã này rất đắt giá, được đóng bởi hãng Vạn Lý Vân Sa, nổi tiếng nhất miền Tây Trung Hoa, có trụ sở ở thành đô Phủ Tứ Xuyên. Độc cơ Lạc Anh Châu năm xưa thì là ả nữ hiệp duy nhất trên đời phiêu bạt giang hồ với vài vạn lượng vàng trong tay và 3 tỷ nữ. Bà là sợ làn da ngà ngọc bị nắng mưa tàn phá, nên đã đặt đóng cỗ xe đặc biệt bằng những vật liệu tốt nhất, vừa nhẹ vừa bền vừa êm ái. Giờ đây thì Độc Cơ tặng xe quý cho con gái yêu là Tích Cơ. 4 ngày qua thì bọn Thuần Vu Kỳ qua đêm ở Hứa Xương, sáng ra thì vội khởi hành. Đi được gần 100 dặm thì chiều buông, bắt buộc phải dừng chân ở tiểu trấn Vĩnh Xuyên. Từ Hứa Xương đến sông Hiệt Hà thì có 2 lối đi. Tần Ông chính là đã chọn con đường tay trái, tuy nhỏ hơn song thì vắng người và bằng phẳng, ít đèo dốc. Thương Hồ và Bách Tính thường chấn lối này vì hai bên đường là rừng rậm hoang vu. Do vậy, trấn Vĩnh Xuyên không thể sầm uất được, chỉ gồm độ vài chục mái nhà. Rừng già thì chẳng thiếu gỗ, nên cơ ngơi trong trấn khá khang trang rộng rãi, sử dụng toàn gỗ quý bảo nhắn, đánh bóng, nổi vân rất là đẹp. Phần lớn thì nhà cửa đều nằm dọc con đường lát đá phẳng phiu sạch sẽ, rộng đến 3 bước chân. Hai bên thì trồng loài phong không rụng lá vào mùa thu. Giờ đây thì lá phong nhuộm màu đỏ vàng, điểm quyết cho màu xanh mênh mông của rừng già chung quanh trấn. Vĩnh Xuyên thì có tất cả 4 quán trọ, và lớn nhất là Trương Gia Đại Lữ Điếm, là một khách sạn nằm ở giữa trấn. Đã có lần ghé qua nơi ấy, nên Huyền Cơ Tư Sinh đưa cả đoàn vào đấy. Đang lúc ế ẩm, nên trưởng quý Trương Lục và gã tiểu nhị hoan hỉ cười toe toét, khom lưng đón chào khách. Trong lúc ấy thì chủ nhân của quán trọ đối diện tức tối chửi lẩm bẩm. Dù chỉ là một khách sạn dọc đường ở vùng hẻo lánh, song thì Trương Gia Đại Lữ Điếm vẫn giữ lối kiến trúc truyền thống. Các dãy phòng trọ thì nằm vương vức, bao quanh sân rộng. Sân này chính là nơi khách để xe và hàng hóa, còn ngựa thì được tháo ra, đưa vào chuồng ở ngoài vườn. Nửa đêm thì tiếng vó ngựa gõ vang trên mặt đường đá, chứng tỏ là có khá đông kỵ sĩ đang vội vã đi vào trấn, và tiếng đập cửa, tiếng quát tháo vang lên khắp nơi. Mở cửa mau, bọn ta là công sai của triều đình đây. Cả Trương Gia Đại Lữ Điếm cũng bị tra xét. Tuần Vu Kỳ nghe rõ giọng nói hách dịch của một gã công sai đang hỏi Trương Trường Quý. Này lão già kia, trong nữ điếm của lão có chứa mỹ nhân nào giống như trong cáo thị này không? À ta thì rất là xinh đẹp đấy, nhưng lại có răng nanh dài như nắng sói vậy. À là bị thương nên trên y phục có thể dày máu đó. Trương Trưởng Quý run cầm cập, chưa kịp trả lời thì hướng bắc vọng lại tiếng sắt thép va chạm, và ai đó cao giọng gọi: Bẩm tinh sứ, à là đang ở đây ạ. Có tật giật mình, nên khi vừa nghe tiếng ồn ào là bọn Thuần Vũ Kỳ đã bật dậy khoác áo, vơ lấy tay nải và vũ khí cùng chạy ra hành lang tể tiểu lại. Huyền Cơ Thư Sinh nói ngay: Tinh sứ là một chức vụ cao trong Trần Võ Giáo, xem ra thì bọn công sai kia là giả, đang chi đuổi theo con nha đầu Sầm Tú Linh. Đường về Khai Phong thì còn xa, chúng ta là phải giết hết bọn này mới mong giữ kín được lộ trình. Nhớ là không để sót một tên nào. Ngạo Thế Thần Ông tán thành: Lữ hiền đệ, để nói chí phải đó, chúng ta là hãy bị mặt lại rồi đi cứu con bé họ Sầm đó. Trong hành trang của khách giang hồ
thì luôn có ít nhất một bộ y phục sẫm màu để hành động vào ban đêm. Lúc nãy thì cả năm người đều đã mặc vào, giờ chỉ cần buộc khăn đen là đủ. Họ thì bỏ tay lại trở lại vào phòng, rồi kín đáo vượt tường vây tiến về phương Bắc, nơi mà bọn công sai giả mạo đang vây bắt lăng nhà mỹ nhân. Đấu trường chính là sân giữa của Hà Gia Lữ Điếm. 30 tên giáo đồ Trần Võ Giáo đang vây chặt lấy Sầm Tú Linh. Đuốc thông thì sáng rực trời. Lăng nhà mỹ nhân tóc tai rũ rượi, máu loang ướt vạt áo ngủ trắng tinh, song thì vẫn kiên cường chống trả với bầy sói dữ chung quanh. Dù là đã thọ thương từ trước, nhưng nhờ được tính tọa vài canh giờ nên sức lực hồi phục vài phần. Tú Linh thì không dễ gì mà bị khuất phục ngay. Nàng nghiến răng lại đánh ra những đường gươm hiểm ác, đâm chết được vài kẻ địch. Tuy nhiên thì vết thương cũ nơi sườn trái đã vỡ ra, khiến cho nàng vô cùng đau đớn, khó mà cầm cự được lâu. Phía ngoài Hà Gia Đại Lữ Điếm thì không có ai canh gác. Bọn Thuần Vũ Kỳ chia nhau bốn hướng, nhảy lên nóc nhà và tiến vào. Bộ dạng thê thảm của lăng nha mỹ nhân đã khiến cho lòng Thuần Vũ Kỳ vô cùng đau xót và bất nhẫn. Hạnh phúc với Vệ Tích Cơ đã khiến cho chàng quên đi những kỷ niệm đẹp ở trên đường Thiên Lý khi cùng Tú Linh rong ruổi. Chàng là không định lấy Tú Linh nên cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng giờ đây, gặp lại cố nhân đang lâm cảnh hiểm nghèo, chàng mới thức ngộ được rằng trái tim mình không hoàn toàn thờ ơ. Lúc này, chàng chỉ còn một ý niệm duy nhất là lướt đến đỡ lấy thân hình đang lao đao kia mà vỗ về an ủi. Tuần Vũ Kỳ lập tức tung mình xuống giữa bọn Chân Võ Giáo ở giò ngoài, xuất chiêu bát phương tinh lạc. Thân hình chàng xoay đủ một vòng, mũi kiếm lia nhanh như chớp, giết liền 6 gã trong tầm với. Sau đó, Thuần Vũ Kỳ loang kiếm quanh thân, vừa lướt đi vừa triệt phá tất cả mọi chướng ngại vật trên đường. Tiếng gào thét rên la vang dội màn đêm tĩnh mịch của núi rừng, vì ở hướng kia, bọn Ngạo Thế Thần Ông cũng ra tay chém giết. Chỉ trong khoảnh khắc, Thuần Vũ Kỳ đã đến trước mặt của lăng nha mỹ nhân, xòe bàn tay ra, co duỗi các ngón tay ra dấu với Tú Linh. Nhận ra người mình thương nhớ ngày đêm, lăng nhà mỹ nhân vui mừng khôn xiết, nở nụ cười héo úa rồi liền ngã xuống. Nàng là đã hoàn toàn kiệt lực, đang định vung gươm tự sát để bảo toàn danh tiết, nào ngờ lại gặp được cứu tinh. Có chàng, nàng hoàn toàn yên tâm, xong thì chút lỗ lực cuối cùng cũng tiêu tan. Thuần Vũ Kỳ vừa kịp ập đến, vươn tay tả ôm lấy thân hình bạc nhược kia nhấc bổng lên và xoay chuyển để chống đỡ những đòn tập kích của đối phương. Tuy là phải mang theo trong lòng một người nữa, nhưng chàng vẫn thừa linh hoạt để mà chiến đấu. Chàng liên tiếp đâm chết 7-8 tên, tiến nhanh về hướng dãy nhà phía nam, nơi có Vệ Tích Cờ đứng đó. Chàng giao Sầm Tú Linh cho ái thê, bảo là nàng chăm sóc, rồi cùng ba người kia quét sạch phe Trần Võ Giáo. Nhưng Vệ Tích Cơ thì đã không chịu đứng yên chờ đợi, mà lại tham chiến từ đầu. Nàng là luyện võ từ 5-6 tuổi, tinh thông cả hai pho Cản Dương kiếm pháp của cha lẫn Kim Yết kiếm pháp của mẹ. Hai yếu tố cường mãnh, hiểm độc hòa làm một, nên kiếm thuật của Tích Cơ rất quái dị và cũng lợi hại. Trốn hoang vu chẳng có nhiều việc để làm, nên Tích Cơ cần mẫn luyện tập không ngừng cả kiếm pháp lẫn nội công. Giờ đây thì mới có dịp để trổ tài, làm sao mà nàng có thể bỏ qua được. Lúc giết gã đầu tiên, Tích Cơ còn run tay, áy náy. Nhưng mà thêm vài nạn nhân nữa thì cảm giác bất nhân đã biến mất. Giờ đây thì nàng không lặng tay cũng không được, vì phe đối phương cứ hung hăng mà tấn công và ỷ đông mà hiếp yếu. Cuối cùng thì Tích Cơ giống hệt mẹ, giết người nhanh như chớp. Năm xưa, Lạc Anh Châu nổi tiếng độc cơ vì thủ pháp sát nhân rất dứt khoát. Bà là xinh đẹp, lại thường đi đây đó nên chạm mặt cường đạo hay là dâm tặc khá nhiều, và chẳng tên nào toàn mạng được cả. Kiếm pháp không đủ thì bà dùng độc, dẫu là đối phương có đông vài chục thì cũng tiêu đời. Ba ả tỷ nữ của độc cơ thì cũng rất lợi hại. Tóm lại, Vệ Tích Cơ đã thừa kế được tác phong hành hiệp của mẫu thân. Nàng là nóng ruột và hỗ trợ cho Thuần Vũ Kỳ nên đã dùng đến chất độc. Tích Cơ rút ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt, cầm ở tay tả, thi thoảng phất mạnh về phía đối phương. Mùi hương thơm ngào ngạt đầy nữ tính kia không ngờ lại khiến ai hít phải lập tức choáng váng,
bùn rủn chân tay và trở thành con mồi hiền lành ở dưới mũi kiếm của Tích Cơ. Do vậy thì nàng tiến lên rất nhanh, gặp được Thuần Vũ Kỳ, hợp sức cùng chàng đưa Lang Nha mỹ nhân vào hành lang của dãy phòng phía nam. Tích Cơ đạp bung cánh cửa của một phòng trọ rồi đỡ lấy Tú Linh đem vào giường. Căn phòng này thì vốn có khách, nhưng họ đã vì quá sợ hãi mà chui cửa sổ chạy mất tăm. Như thế mà trong phòng có đĩa đèn dầu lạc. Tích Cơ khêu cao bấc, bung đến cạnh giường đặt trên bàn nhỏ, tiến hành việc sơ cứu. Thuần Vũ Kỳ thì đứng chấn giữ cửa trước, thấy Huyền Cơ Tư Sinh chạy đến, liền giao cho lão rồi trở ra tham chiến. Hà Gia Lữ Điếm có tường vây đến hai trường, cổng chính đã bị Hách Nham khóa chặt lại, và phe của Chân Võ Giáo biến thành ba ba trong giọ. Người duy nhất có thể vượt tường chính là lão tính sứ Dầu Ngắn, xong thì lão ta đã sớm bị Ngạo Thế Thần Ông đoạt mạng. Những tên còn sống sót thì bỏ chạy tán loạn trong phạm vi lữ điếm, nhưng không thoát nổi những tay có khinh công cao cường như bọn Thuần Vũ Kỳ. Trưởng quý, tiểu nhị, khách trọ thì đã sớm bỏ chạy ra ngoài ngay từ đầu, tụ tập phía trước nghe ngóng chứ chẳng dám vào, dù là bên trong không còn tiếng rên la hay là tiếng thép va chạm. Đến sáng hôm sau, Bạch thì lão chủ nhân kiêm là trưởng quỹ Hà Thất mới dám sai một gã tiểu nhị dùng thang trèo lên vào do thám. Lạ thay là bên trong chẳng còn gì cả, xác chết lẫn vũ khí cũng không có, nhưng mà máu me thì lại vương vãi khắp nơi. Tài sản của chủ nhà lẫn khách thì vẫn còn nguyên, khiến cho mọi người đều vui mừng và lấy làm lạ. Dân cư trong trấn thì xúm lại bàn bạc rất lâu, cuối cùng thì quyết định xem như là chưa hề có việc gì xảy ra, vì họ sẽ chia đều lợi tức từ việc đem bán 30 con tuấn mã vô chủ kia. Ai là cũng thể sẽ ngậm miệng khi bị tra hỏi. Cùng sống mấy chục năm trong vùng rừng rậm hoang vu này, họ phải nương tựa nhau để tồn tại, nên tình nghĩa rất là gắn bó đoàn kết. Mấy ngày sau thì mùi hôi thối khủng khiếp từ khu rừng sau lưng Hà Gia Lữ Điếm thoang thoáng khắp trấn Vĩnh Xuyên. Ngày đêm ấy, đám nam nhân trong trấn vội vác cuốc xẻng vào rừng, thắp đuốc đào lỗ chôn tất cả những thi thể thối rữa trương sình. Họ là đã chia nhau mỗi nhà 10 lượng bạc nên phải ngậm miệng mà hối hả phi tang. Lúc này thì bọn Thuần Vũ Kỳ chỉ cách Khai Phong 20 dặm, ghé một đạo quán dọc đường để qua đêm, đồng thời thì để bàn bạc kế hoạch vào trong thành. Đã qua 3 đêm rồi mà họ không dám ghé lữ điếm vì sự lộ. Càng về gần Khai Phong thì uy lực của cáo thị truy nã càng lớn. Các chủ điếm thì sợ liên lụy nên quan sát rất kỹ khách khứa, trước sau gì cũng khám phá ra đôi răng sói của Tú Linh. Nàng là chẳng thể cứ ngậm miệng suốt ngày được. Đạo quán này là của Thiên Sư Giáo, do Kỳ Liên Chân Nhân là một đạo sĩ già nua lẩm cẩm trụ trì. Lão là quen thân với Huyền Cơ Tư Sinh nên vui mừng đón tiếp. Đạo quán vắng vẻ, tín đồ nên chân nhân mù mịt, không nghe nói gì đến lệnh truy nã. Nhờ vào linh đan diệu lược và tài y học của Tích Cơ nên thương thế của Tú Linh đã thuyên giảm được 6 phần. Nàng là đã bị phát hiện ở bến đò sông Hiệt, thọ thương nên phá vây chạy ngược về trấn Vĩnh Xuyến tĩnh dưỡng, nào ngờ là đối phương lại tìm ra. Gặp được Thuần Vũ Kỳ, Tú Linh vui mừng ngất đi, nhưng khi tỉnh lại nhìn thấy người vợ xinh đẹp tuyệt trần của chàng, lòng nàng thì vô cùng chua xót. Trong những ngày Thuần Vũ Kỳ nằm chờ chết ở Tiết Gia Trang, Tú Linh đã trút bỏ tất cả mặc cảm, cùng trại Ngu Cơ Tiết Mạn Tụy kết nghĩa chị em, thề là sẽ thờ chung một chồng. Hai nàng thì chẳng kể gì danh thiết, đích thân lau rửa tấm thân lõa lồ bạc nhược của chàng câm. Tâm tình ấy thì Thuần Vũ Kỳ nào hay biết, thản nhiên lấy người vợ khác, dù trước đây đã tuyên bố chẳng đa thê. Tú Linh thì hoàn toàn câm lặng, chỉ gởi lòng vào ánh mắt ai oán thê lương. Tuy nhiên thì nàng không hề đố kỵ với Tích Cơ, mà còn cảm kích trước sự chăm sóc tận tình của tình địch. Tú Linh là đã quyết định sẽ quay lại Hàm Đan và cố quên đi gã bạc tình họ Thuần Vu. Do đó đêm nay Lăng Nha mỹ nhân từ chối cắt răng nanh, xin phép được đổi lộ trình, một mình quay lại quê nhà. Nàng là buồn bã nói với Huyền Cơ Thư Sinh: "Thưa Lưu Đại Thúc, tiểu nữ đi theo chỉ vướng chân chư vị,
có lẽ là nên về Hàm Đan thì tốt hơn. Lư lão vuốt râu cười khà khà. Lạ thật đấy, nhà chồng thì đang gặp họa mà con dâu thì lại đòi về quê, chẳng thèm lý đến gì cả. Lão phù là phải đánh đòn người mới được. Lăng Nha mỹ nhân bàng hoàng, nửa mê nửa tỉnh, không hiểu là Lư Tư Sinh đã nói cái gì. Nhưng Vệ Tích Cơ thì đã ghé tai nàng, cười khúc khích và thì thầm: Này cô em họ Sâm, ngươi có bằng lòng gọi ta là chị hay không? Tướng công vốn là chàng ngốc đa tình, muốn là ôm hết mỹ nhân trong thiên hạ cơ, chàng là chẳng bỏ sót một ai cả đâu. Giờ thì Tú Linh đã hiểu, mặt thì đỏ bừng vì e thẹn và dòng lệ hạnh phúc trào qua khóe mắt. Nhất là khi Thuần Vu Kỳ đang ngồi bên cạnh, vươn tay quàng vai, kéo nàng dựa vào lòng. Thần ông thư sinh và Hách Nham ngồi phía đối diện thì tóe miệng cười khanh khách, khiến cho Tú Linh mắc cỡ đến nỗi chỉ biết giấu mặt vào vai của Thuần Vu Kỳ. Khổ thay thì chàng Câm lại còn chẳng biết xấu hổ, liền hôn ngay lên trên má của nàng một cái nữa. Ngay tối hôm ấy, Vệ Tích Cơ cho Tú Linh uống thuốc mê rồi tiến hành việc cưa bằng hai chiếc răng sói. Thứ thuốc mê này chính là ma phí tán của Hoa Đà thời Tam Quốc truyền lại. Trước khi mổ xẻ ai, Hoa Đà cho bệnh nhân uống thuốc ma phí tán hòa trong rượu trắng. Người ấy sẽ mất tri giác hoàn toàn, không còn nghe đau đớn gì cả. Người đời thì sau đã nghiên cứu, tìm ra thành phần chủ yếu của ma phí tán chính là hoa và rễ của loài cây cà độc dược. Cà độc dược còn gọi là cà gión, cây thân thảo thuộc họ cà, chỉ sống một năm và có chất độc. Nó là vốn sinh trưởng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, giữa mùa hạ và mùa thu thì ra hoa màu trắng, người Trung Quốc thì gọi là dương kim hoa. Trong truyện võ hiệp, chúng ta từng nghe nhắc đến mông hãn dược là một loại thuốc mê rất phổ biến. Mông hãn dược của giới giang hồ thì chính là bào chế từ hoa của cây cà độc dược, uống vào thì liền mê ngay. Rượu thì cũng không có tác dụng làm say được, nên dùng để pha với ma phi tán cho để tăng cường hiệu quả. Do vậy thì Sầm Tú Linh hoàn toàn bất tỉnh, mặc cho Vệ Tích Cơ cưa răng nanh bằng một dụng cụ rất tinh xảo, ấy là cây cung nhỏ vàng óng mà Tích Cơ cài lên áo như trang sức. Dây cung tuy cung vàng nhưng lại là một sợi thép đặc biệt, đầy những răng cưa nhuyễn đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Vật này là bảo bối đã thất truyền của ông vua Đạo Trích Vô Tỏa Bất Nhập Tả Linh Quan ở thời Bắc Tống. Cây cưa này thì cưa đứt cả thép nên cưa răng rất là dễ dàng. Tú Linh lúc này thì đã hồi tỉnh, chỉ nghe hàm trên ê ẩm chứ không đau. Nàng soi gương, ngơ ngác vì cảm giác khác lạ. Vệ Tích Cơ liền an ủi: Hiền muội, muội là không thấy mình đẹp hơn trước bội phần hay sao? Tú Linh thì đỏ mặt, công nhận là đối phương nói đúng. Khai Phong thủa ấy thì rất sầm uất và phồn vinh, hơn cả thành Tân Trình ở phía Tây. Xe cổ hàng hóa ngược xuôi Nam Bắc đều sẽ đi qua đây, nhất là thương lái ở vùng duyên hải phía Đông Nam. Qua Tân Trịnh, tức là Trịnh Châu, họ sẽ phải phí thêm 2 ngày được nữa. Do vậy thì lượng người qua lại cửa thành Nam Bắc rất đông đúc, nườm nượp cứ như mắc cười. Bọn công sai túc trực ở cổng thành chỉ có thể dương mắt quan sát, cố tìm ra kẻ khả nghi, chứ không thể nào mà chặn từng người, từng xe lại để mà tra xét. Tuy nhiên, thủ hạ của Chân Võ Giáo có mặt ở khắp nơi, sẵn sàng bám theo những đối tượng đáng ngờ. Khi cáo thị truy nã được dán khắp đất Hà Nam, Trần Võ Giáo biết rằng là Thuần Vu Kỳ sẽ quay về Khai Phong để tìm hiểu cớ sự. Nhưng những toán quân được gửi đi truy lùng chàng và Lăng Nha mỹ nhân thì đã không có tin tức nào báo về. Vì vậy, đối phương không ngờ là bọn Thuần Vu Kỳ đông đến 6 người và có cả xe. Sáng mùng 2 tháng 9, Huyền Cơ thư sinh và Ngạo Thế thần ông đã vào thành trước. Thấy lữ điếm nào cũng làng vàng vài gã mật lắm la lấm lét, Lư Thiếu Kỳ cảm thấy bất an thì liền bàn rằng: Tần sư bá, muốn phá được vụ án này ngay trong lòng địch, chúng ta e là phải tốn nhiều thời gian đấy. Các khách sạn thì đều đã bị giám sát chặt chẽ, chúng ta ở lâu tất sẽ bị lộ.
Nay thì con bé Vệ Tích Cơ đem theo mấy vạn lượng vàng làm của hồi môn, chi bằng chúng ta mua quách một cơ ngơi để nghỉ ở. Phe đối phương dù là thánh cũng không thể ngờ đến việc này đâu. Ngạo Thế Thần Ông gật đầu khen ngợi. Được 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 được, ngươi quả là kẻ đa mưu, không làm thể mặt ân sư. Hai người liền dạo một vòng, phát hiện một tòa trang viện đổ sộ, tường cao vút, đang treo bảng giao bán. Tần lão nhăn mặt. Này này này, nhà lớn như thế này chắc là đắt giá phết đấy. Lưu Thư Sinh vội nói. Chính vì nó đắt mà đối phương tuyệt đối chẳng nghi ngờ. Chúng ta là cứ lấy tên con nha đầu Vệ Tích Cơ mà mua, không chừng sau này thì vợ chồng Tử Bất Y sẽ về đây mà ở cho gần con gái và rể quý. Thần ông khen phải, xem kỹ địa chỉ người giao bán, quay về phố chính tìm Lương Viên Hoại. Chủ nhà đưa khách trở lại tòa nhà kia, mở khóa cửa để giới thiệu kiến trúc bên trong. Thấy phòng ốc khá là khang trang, hoa viên xinh đẹp, thần ông vừa ý, cùng Lương Viên Ngoại thương lượng giá cả. Cuối cùng, cái giá 1.400 lượng vàng chính là làm vui lòng cả hai bên. Trong lúc Lương Viên Ngoại thảo văn tự, Huyền Cơ Tư Sinh lên ngựa rời thành về đạo quán Thiên Sư báo tin và để lấy vàng. Đến trưa thì cả bọn đã có mặt ở trong nhà mới, ra sức quét dọn. Ngày xưa thì vật dụng trong nhà quyền quý như tủ, giường, bình phong, bàn ghế là những yếu tố gắn liền với kiến trúc, hài hòa với cái đẹp của công trình. Do vậy, khi bán nhà thì người ta chỉ lấy đi những vật mà họ yêu thích, quý giá, còn lại thì để lại tất cả, muốn dùng hoặc là vứt đi thì tùy ý. Thường thì người mua phải thay mấy món như bát dĩa, chăn nệm, màn chiếu để cho đảm bảo vệ sinh. Trong lúc Vệ Tích Cơ và Sầm Tú Linh xếp đặt các phòng ngủ thì Hách Nham ra cửa thành phía nam chờ đợi các sư đệ sư muội. Và khi đã đủ đông, gã đưa 9 đứa em đồng môn gồm 4 nam 5 nữ về đến nơi. Thế là đã có đủ người đóng vai gia đình tỷ nữ. Tuy đều là ở vai trên của Vệ Tích Cơ, nhưng cả 9 người đã noi gương Hách Nham mà xem nàng là đại thiếu phu nhân. Tất nhiên thì Sầm Tú Linh là nhị thiếu phu nhân. 9 người này thì đều có độ tuổi từ 24 đến 35, nữ trẻ hơn nam, và tuyệt diệu thay là dường như họ có tình ý với nhau. Ngày hôm ấy, Thuần Vu Kỳ đã đòi đi do thám Thuần Vu Gia Trang nhưng bị mọi người ngăn cản. Tú Linh nói, công tử, xin người hãy cố nhẫn lại, chờ thiếp dùng ám ký gọi các nghĩa ca đến đây. May ra là còn có người chưa bị bắt, chúng ta là phải nắm rõ tình hình trước khi hành động. Rồi nàng lấy phấn chỉ dẫn cho mọi người hình dạng của những ám ký. Họ chia nhau bùa ra, dùng phấn vẽ những dấu hiệu tưởng chừng là vô nghĩa kia lên những thân cây, những góc tường trong nhà. Quả nhiên là Sầm Tú Linh hữu lý. Ngay trưa hôm sau đã có người xuất hiện trước cửa của Lương Gia Trang. Đó là một lão ăn mày già, y phục rách như tổ đỉa, đầu đội nón che sứt vành, tay chống gậy trúc. Thấy cửa trang hé mở chứ không khép chặt, lão lén lút nhìn quanh, rồi nhanh như chớp lách qua và đóng cửa cài then cẩn thận. Lão ta thở phào nhẹ nhõm, vươn thẳng tấm lưng còng giả hiệu, vất cả gậy trúc lẫn nón tre, hiên ngang rảo bước về phía tòa nhà lớn giữa sân gạch. Người trong trang thì cũng đã phát hiện khách đến, bước ra ngành tiếp. Chiếc trán hói bóng, đôi mắt lộ và râu bù xù kia đã giúp cho Sầm Tú Linh nhận mặt người quen. Nàng thì mừng rỡ reo vang, Ngũ ca! Khách đúng là gã Ngô Phương, là anh thứ năm của nàng. Họ Ngô thì nghe giọng quen thuộc, vội rảo bước lại. Xong thì lúc đến lại gần, lại ngỡ ngàng đình bộ cảnh giác, vì không thấy hai chiếc răng sói và dung mạo của nữ nhân kia cũng khá xa lạ. Tú Linh hiểu ý, chạy đến lúc liệu mà nói, đại ca, là tiểu muội đây mà. Rồi nàng rút khăn lau sạch những vết hóa trang để lộ chân diện mục. Ngô Phương thì ngơ ngác hỏi, này 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 này, cái cặp răng sói của ngươi đâu rồi? Tú Linh đỏ mặt đáp, tiểu muội là đã lấy chồng rồi đấy, còn để lại làm gì? Thuần Vô Kỳ đã bước đến, vòng tay thi lễ và ra dấu. Dù là mặt chàng đã khác đi, nhưng dấu hiệu bằng tay của người câm thì đã nói lên tất cả. Ngô Phương thẳng thốt mà gọi, ai già, đại công tử.
Và rồi từ khóe mắt của họ Ngô úa ra hai dòng lệ thầm. Có lẽ là gã đã mong đợi giây phút này quá lâu rồi. Ngạo Thế Thần Ông cằn nhằn: "Này này 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 này, vào nhà đi rồi hãy khóc. Chẳng lẽ là các ngươi định đứng đấy phơi nắng mãi sao?" Ngô Phương hổ thẹn lau nước mắt, cùng mọi người nhập sảnh rồi ngồi giữa Lục Muội và Thuần Vũ Kỳ. Tú Linh thì liền giới thiệu phe mình cho họ Ngô. Nghe nói Vệ Tích Cơ là vợ cả của Thuần Vũ Kỳ, Ngô Phương tấm tắc khen là chàng Câm là người tốt số. Gã là bắt đầu kể hết những gì đã xảy ra ở Tuần Vu Gia Trang. Chuyện là gần giữa tháng 6, Hoàng Tam Ca và Đỗ Tứ Ca đi Tân Hương điều tra về đến. Họ là đã lén đào mộ lão bá hộ Tề Khả Khách lên thám nghiệm thì phát hiện gã họ Tề bị giết bởi một mũi độc đâm qua huyệt Thiên Hội ở trên đầu. Còn chi huyện Tân Hương Lâm Thế Hiền thì vừa mới mượn tên em vợ tậu một cơ ngơi lộng lẫy trị giá đến cả ngàn lượng vàng. Họ Lâm thì xuất thân nghèo khó, vợ lão thì cũng vậy, cho nên chẳng thể nào có được số vàng lớn lao kia. Phu thê Thuần Vu Trang chủ nghe báo cáo thì đã hiểu được nguồn cơn, xong thì không thể trở mặt tố cáo lão Quảng Chi Phủ ngay được. Trang chủ định sẽ đem vụ án này trình bày với người đỡ đầu là hình bộ thượng thư Thạch Cổ Sinh ở Bắc Kinh. Nhưng ông chưa kịp thượng kinh thì ngay sáng 16 đã được Quang Chi Phủ cho lính mời sang uống trà. Vệ đại ca thì liền tháp tùng trang chủ để đề phòng bất chắc. Xế trưa thì chưa thấy họ về, tại hạ nóng ruột rời trang đi về hướng phủ đường. Được một quãng, tại hạ mắc tiểu nên chui vào một bụi mộc trước một căn nhà vắng để mà tiểu tiện. Nghe tiếng vó ngựa dồn dập, tại hạ liền ló ra thì phát hiện Quảng Chi Phủ đang sánh đôi với Thuần Vu Trang Chủ, theo sau là mấy chục gã công sai. Không thấy Vệ đại ca, tại hạ liền chột dạ, kéo sụp nón xuống rồi bám theo nấp bên ngoài Thuần Vu Gia Trang mà quan sát. Tại hạ là nghe tiếng thét thất thanh của Trang Chủ phu nhân cùng tiếng khóc nức nở của Nhị tiểu thư. Lúc sau thì Dương Nhị ca, Hoàng Tam ca, Đỗ Tứ ca bị trói chặt mà giải đi. Tại hạ thì biết tình hình nguy ngập, liền cải dạng ăn mày làng vàng quanh Thuần Vu Gia Trang để nghe ngóng. Khi cáo thị truy nã đại công tử và Lục Muội được dán khắp thành thị thì tại hạ biết rằng sớm muộn gì thì hai vị cũng hay tin và quay lại khai phong. Tuần Vũ Kỳ nóng nảy ngắt lời họ Ngô, chấm trà mà viết: "Thế các hạ có biết gì về tình trạng của mẫu thân ta hay không?" Ngô Phương gật đầu đáp: "Dạ, tại hạ là đã lén liên hệ với ả tỷ nữ Tiểu Mai là hầu cận của Nhị tiểu thư. Được biết là trang chủ phu nhân gần như phát cuồng, chính là bị giam chặt trong khuê phòng. Nhị tiểu thư thì cũng không được phép rời trang. Hiện nay thì Thuần Vu Gia Trang được canh giữ nghiêm ngặt bởi 100 gã công sai, chính là giả làm gia nhân đó." Huyền Cơ thư sinh cười mắt: "Vậy thì Túc Hạ làm như thế nào mà liên lạc được với Tiểu Mai?" Ngô Phương ngượng ngùng đáp: "Thú thực với chư vị là tại hạ và Tiểu Mai là có tình ý với nhau. Thường là hẹn hò ở những lùm cây rậm rạp phía sau kho củi, ngay ở góc tường Tây Bắc. Mỗi lần Tiểu Mai xuống bếp lấy cơm canh cho Nhị tiểu thư là lại giả vờ ca hát. Khi mà nghe được tiếng ho của tại hạ thì lén để ra mà gặp gỡ. Do vậy thì tại hạ đã phục sẵn ngoài tường mà chờ đợi, thủ sẵn một lá thư vo tròn quấn lấy hòn đá quậy. Khoảng cuối tháng 7 vừa rồi, khi nghe tiếng hát của Tiểu Mai, tiên hạ liền ho để ra dấu hiệu. Quả nhiên là Tiểu Mai nghe thấy liền chạy ra. Tại hạ liền quăng lá thư vào thăm hỏi tình hình. Kể từ đó thì hai bên đều luôn giữ liên lạc." Chẳng ai là có thể cười nổi trước mối tình vụng trộm của gã hói họ Ngô vì lòng tràn đầy lo lắng. Tú Linh thì ngơ ngẩn hỏi bâng quơ: "Tại sao Thuần Vu Trang chủ lại đổi lập trường một cách bất ngờ, khó hiểu như vậy nhỉ?" Ngạo Thế Thần Ông cười nhạt: "Ây da, theo ý của lão phu thì Thuần Vu Trang chủ đã bị hại rồi, còn kẻ hiện tại chỉ là giả mạo thôi." Thuần Vu Kỳ mặt biến sắc,
nghe lòng quặn thắt vì lo sợ cho sinh mạng của phụ thân. Giờ đây thì chàng mới thức ngộ được rằng giá trị thiêng liêng của tình phụ tử. Ông là đã nhận chàng làm con và bị hại vì chính điều ấy. Huyền Cơ Tư Sinh gật gù. Tiểu Điệt thì cũng đoán là như vậy. Xảo quá thiên thì rất khao khát tài sản khổng lồ của họ Thuần Vu, tất là sẽ phải thi hành thủ đoạn liều lĩnh này. Sau khi mà thất bại trong việc đưa Thuần Vu Kỳ giả vào làm con của Thuần Vu Hồng, tuy nhiên Tiểu Điệt vẫn cứ là thắc mắc vì sao đối phương lại tung ra lệnh truy nã để dụ Kỳ Nhi quay lại khai phong. Chẳng lẽ là viên tị tà thần châu lại có tầm quan trọng lớn lao hơn chúng ta tưởng, và truyền thuyết về hắc thủy đàm trên đất Tứ Xuyên là có thực hay sao? Ngạo Thế Thần Ông gật gù. Ây à, hắc thủy đàm không thể có tuyệt học của tổ sư phái toàn chân Vương Trùng Dương, song thì lại có thể chứa được một bí mật nào đó mà chỉ mình Xảo Quá Thiên mới biết được. Vệ Tích Cơ ngây thơ hỏi. Thưa Tần Lão Sư Huynh, vậy tại sao người ta không tát cạn đầm nước ấy đi mà để tìm hiểu sự việc chứ? Thần Ông phì cười. Hắc thủy đàm rộng đến mấy dặm như vậy, tiếp nước của mấy chục con suối, dẫu là vạn người tát cũng không xong được đâu, vì mưa hạ sẽ lại làm nó đầy như cũ thôi. Tú Linh lẩm bẩm. Đầm nước rộng lớn như vậy thì dẫu là có tị tà thần châu cũng vô ích thôi. Chẳng lẽ là người ta phải lặn khắp đáy hồ để tìm kiếm ư? Huyền Cơ Thư Sinh giải thích. Không phải là như vậy. Giữa đầm thì có 8 tảng đá lớn nổi lên, cao hơn mặt nước đến 3-4 trượng. Người ta chính là cho rằng bí mật nằm ở vùng trung tâm của 8 trụ đá ấy. Có người thì giỏi thủy tính, thử lặn xuống thám hiểm, xong thì chẳng tìm được gì vì nước đen như mực. Tị tà thần châu chính là vật duy nhất có thể giúp người ta nhìn thấy cảnh vật bên dưới đáy đầm. Tuần Vô Kỳ lúc này xua tay chấm dứt cuộc tranh luận, yêu cầu Huyền Cơ Thư Sinh bày phương cách giải cứu Thuần Vu Gia Trang. Lư Thiếu Kỳ thì vuốt râu trầm ngâm rất lâu, thỉnh thoảng thì hỏi han mỗi người một câu, xong thì quay sang bàn bạc với Thần Ông. Sau nửa canh giờ thì lão mới tìm ra một kế hoạch lưỡng toàn, trình bày cho cả nhà nghe và phân công cụ thể công việc từng người.